Bắt đầu tiếp mục hộp thư truyền hình kỳ này, chúng tôi xin trả lời thư của ông Dương Minh Tân, ngụ ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Thư ông hỏi. Tôi có nghe nói là nhà nước cho phép người dân được chuyển mục đích sử dụng đất trong một số trường hợp mà không cần phải xin phép có đúng không? Trường hợp gia đình tôi có mảnh đất trồng cây lâu năm, nay muốn sử dụng để nuôi trồng thủy sản, vậy tôi có phải xin phép không? Ông Tân thân mến, tại khoảng 1 điều 12 thông tư số 33 trên 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có quy định rõ các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký biến động bao gồm. Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác, gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt. Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và các loài động vật khác được pháp luật cho phép nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập nghiên cứu thí nghiệm. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm. Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm. Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Căn cứ vào quy định trên, trường hợp của gia đình ông nếu chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản thì không phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất thế nhưng phải đăng ký biến động theo quy định. Còn về thủ tục hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, ông có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể. Chị Phạm Tuyết Linh ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân có thư hỏi. Vợ chồng tôi được tòa án xử cho ly hôn đầu năm 2021. Tòa án yêu cầu chồng tôi thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho hai con. Tuy nhiên, trong nhiều tháng liền, chồng tôi không thực hiện đúng nghĩa vụ cấp dưỡng. Tôi muốn biết hành vi của chồng tôi có phạm tội trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng không và bị xử lý ra sao. Chị Tuyết Linh thân mến, cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, quyết thống hoặc là nuôi dưỡng. Trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu. Việc cấp dưỡng là một nghĩa vụ. Khi người có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng thì bị xử phạt hành chính. Nếu mức độ nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Theo điểm A khoảng 3 điều 64 Nghị định số 82 trên 2020, thì hành vi không cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn theo bản án quyết định của tòa án sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Nếu bị xử lý hành sự, theo Bộ Luật Hành sự sửa đổi năm 2017, mức phạt tối đa tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng là 2 năm tù. Ông Diệp Văn Hiếu ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu có thư về việc tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể, ông cho biết. Tôi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện từ năm 2016 cho đến nay. Thế nhưng có gián đoạn một thời gian ngắn do tôi tạm ngừng mua bảo hiểm y tế. Vậy trường hợp của tôi ngắt quãng như vậy có được tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế là 5 năm liên tục hay không? Và những quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được hưởng đó là gì? Xin chào ông Hiếu, theo quy định tại khoảng 5 điều 12 nghị định số 146 trên 2018 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước. Trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Như vậy, để được tính 5 năm liên tục, người tham gia bảo hiểm y tế phải đóng từ đủ 5 năm liên tục và được phép gián đoạn tối đa là 3 tháng. Nếu thời gian gián đoạn bảo hiểm y tế không quá 3 tháng thì ông vẫn được tính thời gian này vào thời gian đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Thời hạn đủ 5 năm liên tục sẽ là căn cứ để xác lập các quyền ưu tiên đối với người tham gia bảo hiểm. Hiện tại hầu hết người bệnh chỉ được tham toán 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế, trừ trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên với những ai đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, quyền lợi của họ cũng được nâng lên rất nhiều. Cụ thể, điểm C khoảng 1 điều 22 luật bảo hiểm y tế năm 2018 quy định. Người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến, sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh. Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến và có số tiền đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Tiếp theo là thư hỏi của anh Vũ Văn Tuấn, ngụ ở thị trấn Châu Hưng, quyền Vĩnh Lợi. Thư anh hỏi. Gia đình tôi có xe ô tô 7 chỗ nhưng ít đi lại nên thường xuyên chạy dịch vụ chở khách theo hợp đồng. Tôi nghe nói, nếu sử dụng ô tô để kinh doanh vận tải, phải làm thủ tục đổi biển số sang màu vàng. Nếu không, sẽ bị phạt có đúng không? Hiện nay, do tình hình dịch bệnh nên tôi chưa đi làm thủ tục đổi biển số thì có bị phạt không? Anh Tuấn thân mến, theo thông tư số 58 trên 2020 của Bộ Công an quy định về quy trình cấp thu hội đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thì các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải bắt buộc phải thực hiện việc đổi biển số từ nền màu trắng sang nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi biển số sẽ bị xử lý theo quy định của Nghị định số 100 của Chính phủ. Việc phân định màu biển số riêng cho xe kinh doanh vận tải sẽ giúp lực lượng chức năng sẽ thuận tiện hơn trong việc quản lý, tổ chức giao thông cũng như là giải quyết các vụ việc có liên quan. Như vậy, các xe ô tô có hoạt động kinh doanh vận tải bắt buộc thực hiện đổi sang biển số màu vàng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau thời gian này, xe hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Giới cá nhân phạt từ 2 triệu đến 4 triệu đồng và giới tổ chức doanh nghiệp phạt từ 4 đến 8 triệu đồng. Bà Ngô Cẩm Dân ngụ ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, gửi thư về đài thắc mắc như sau. Xin hỏi về trường hợp công dân nếu muốn gửi đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo kiến nghị vấn đề nào đó, thì đơn cần phải đáp ứng những điều kiện gì theo luật định mới được cơ quan chức năng tiếp nhận và giải quyết. Về thắc mắc trên của bà dân, chúng tôi xin trả lời bà như sau. Căn cứ điểm A khoảng 2 điều 6 thông tư số 05 trên 2021 của Thanh tra Chính phủ, ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2021, quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11 tới đây, thay thế thông tư số 07 trên 2014. Theo thông tư này quy định, Đơn đủ điều kiện xử lý phải đáp ứng các yêu cầu sau. Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt, trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng. Đơn được ghi rõ ngày tháng năm viết đơn, họ tên địa chỉ của người viết đơn, có chữ ký hoặc là điểm chỉ của người viết đơn. Đơn khiếu nại ghi rõ tên địa chỉ của cơ quan tổ chức cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo, hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Đơn kiến nghị phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị phản ánh. Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra xác minh theo quy định tại khoản 2 điều 25 luật tố cáo. Như vậy, từ ngày 15 tháng 11 năm 2021, đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh phải đáp ứng các điều kiện nêu trên mới được cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý. vừa qua chương trình pháp luật và đời sống có nhận được thư của ông Đặng Quang Vinh, ngụ ở phường 3, thành phố Bạc Liêu, hỏi. Hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh dẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nguy cơ lây nhiễm cao một phần là do người dân chủ quan về dịch bệnh, một số người về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với nguồn lây bệnh nhưng không thực hiện việc khai báo y tế hoặc khai báo gian chối để che giấu bệnh của mình và người thân. Vậy, theo pháp luật quy định, những người này sẽ bị xử lý ra sao nếu phát hiện? Kính thưa ông Vinh, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra hiện được Bộ Y tế xếp vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, theo quy định của luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Vậy mức phạt với các hành vi không khai báo y tế Khai báo y tế gian dối được quy định tại khoảng 3 điều 7 Nghị định số 117/2020 của Chính phủ, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc là của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Ngoài ra, người không khai báo, khai báo y tế gian dối, không đầy đủ, khiến dịch bệnh lây truyền cho người khác, có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hình phạt là từ 1 đến 5 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh, hoặc là Bộ trưởng Bộ Y tế, hoặc làm chết một người. Nếu làm chết hai người trở lên, người phạm tội có thể bị áp dụng mức phạt tù từ 10 đến 12 năm khai báo y tế là nghĩa vụ trách nhiệm của công dân đối với gia đình và cộng đồng. Khai báo y tế trung thực sẽ giúp hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do vậy chúng tôi rất mong mọi người dân hãy thực hiện khai báo y tế trung thực, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Thưa quý vị, phần trao đổi của chúng tôi với ông Vinh cũng đã khép lại chương mục pháp luật cho đời sống kỳ này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.